Cá đồng chào cả nhà, hôm nay mình đi câu nữa cả nhà ơi. Hôm nay cá đồng ra sao hào câu một xíu quay lại cho cả nhà xem.
con cá nặng lớn lắm mà nãy giờ nó đùng đùng theo mồi hoài, nó chưa chịu cắn. Thầy còn nhai mới cả nhà ơi, thầy nhai mới xuống rồi nó cắn rồi.
cá hục rồi cả nhà ơi. Lên cá cả nhà ơi, cá bự quá cả nhà ơi, wow, ôi cá bự quá cả nhà ơi, wow, cá bự quá cả nhà ơi, wow, cá quá bự luôn cả nhà ơi. Đây cả nhà ơi, cá bự quá rồi, cá này 1 kg mấy luôn á, cá quá bự luôn cả nhà ơi. Cả nhà xem đã chưa, rồi cá quá bự luôn. Mình đây cá đồng đây, cảm ơn các bạn đã theo dõi mình câu cá bự quá cả nhà ơi. Thì mình biết đi câu thì mình cũng câu giải trí và chia sẻ cho cả nhà xem. Cá bự quá cả nhà ơi. Cá này 1 kg mấy luôn, cá đồng. Cá quá bự. Mình quay video lại chia sẻ cho cả nhà xem vui. Thì cá đồng cũng cảm ơn bạn đã xem clip đi câu của mình. Mình cũng xin phép dừng cái video câu ở đây cả nhà ơi. Bye bye cả nhà. Cả nhà nhớ đón xem video đi câu tiếp theo của các đồng nhé.